Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang. Video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp chủ đề 29, bài số 3, biển báo. Các em hãy mở sách giáo khoa ra, trang số 103. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé khởi động các em hãy quan sát tranh và nói cho cô biết bạn nhỏ trong tranh đang dừng lại để làm gì trước khi đi qua một ngã tư em phải làm gì à các em à quan sát trong bức tranh đó là hình ảnh mọi người đang tham gia giao thông trên đường ở ngã tư trên đường phố mọi người và phương tiện đi lại rất tấp nập ở đây là chiếc đèn báo hiệu giao thông gồm các biển báo đèn đỏ đèn vàng và đèn xanh đây là ký hiệu người đi bộ bạn nhỏ trong tranh đang dừng lại để chờ khi nào có đèn xanh dành cho người đi bộ thì bạn sẽ được đi qua đường dành cho người đi bộ khi tham gia giao thông trên đường đi sẽ có rất nhiều biển báo khác nhau ở ngã tư Quan sát chúng ta thấy sẽ có đèn báo hiệu giao thông có 3 màu: màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Đèn màu xanh thì chúng ta sẽ được đi, còn đèn màu đỏ thì chúng ta phải dừng lại. Còn đèn màu vàng thì chúng ta chuẩn bị dừng lại. Như vậy, trước khi đi qua một ngã tư, em cần phải quan sát đèn giao thông. Khi nào đèn giao thông báo hiệu đèn xanh là ký hiệu dành cho người đi bộ thì chúng ta sẽ được đi qua đường và chúng ta phải đi trên vạch trắng dành cho người đi bộ. Các em ạ, à, khi tham gia giao thông, chúng ta sẽ thấy còn rất nhiều biển báo khác nhau. Bây giờ cô và các em sẽ tìm hiểu bài đọc ngày hôm nay, đó là bài biển báo. Các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé. Biển báo khi đi đường, ta thường gặp những tấm biển báo hướng dẫn việc đi lại. Một số loại biển báo là một Biển báo cấm Hình tròn, viên đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen, dùng chỉ điều cấm. 2. Biển báo nguy hiểm Hình tam giác, viên đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen, Dùng cảnh báo nguy hiểm. 3. Biển báo chỉ dẫn. Hình vuông, hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng, chỉ dẫn việc đi lại. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài. Đi lại. Biển báo. Hình tròn nền trắng điều cấm hình tam giác hình vuông hình chữ nhật tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc lại cả bài đọc biển báo khi đi đường ta thường gặp những tấm biển báo hướng dẫn việc đi lại một số loại biển báo là một Biển báo cấm Hình tròn, viên đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen, dùng chỉ điều cấm 2. Biển báo nguy hiểm Hình tam giác, viên đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen, dùng cảnh báo nguy hiểm 3. Biển báo chỉ dẫn Hình vuông, hình chữ nhật nền xanh hình vẽ màu trắng chỉ dẫn việc đi lại bây giờ các em hãy bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho câu nào khi nào đọc bài xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp các em đã đọc bài xong chưa Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc nhé. Tìm trong bài đọc, tiếng có vần yên. A. À, có tìm được trong bài đọc, tiếng có vần yên. Đó là tiếng biển và tiếng viền. Tiếp theo, tìm ngoài bài đọc, từ ngữ chứa tiếng có vần yên, uyên. Đây là bài làm mẫu. Công viên Vòng xuyến Bây giờ, cô sẽ tìm thêm một vài từ ngữ nữa. Chứa tiếng có vần yên, uyên ở ngoài bài đọc. Từ ngữ chứa tiếng có vần yên, cô tìm được từ diệu hiền, tiên tiến, biểu diễn con kiến còn rất nhiều từ ngữ chứa tiếng có văn yên ở ngoài bài đọc các em hãy suy nghĩ và tìm thêm nhé từ ngữ chứa tiếng có văn uyên ở ngoài bài đọc có tìm được từ chiếc thuyền khuyên bảo tuyên bố còn rất nhiều từ ngữ chứa tiếng có văn uyên ở ngoài bài đọc các em hãy suy nghĩ và tìm thêm nhé tiếp theo các em hãy cho cô biết bài đọc nêu mấy loại biển báo chính câu trả lời là bài đọc nêu ba loại biển báo chính đó là biển báo cấm biển báo nguy hiểm và biển báo chỉ dẫn Tiếp theo, các em hãy kể tên một, hai biển báo khác mà em biết. Các em à, trên đường đi của chúng ta có rất nhiều biển báo khác nhau. Cô sẽ giới thiệu với các em một số biển báo khi tham gia giao thông mà chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là biển báo mang số 101, là biển báo đường cấm. Đây là biển báo mang số 102, là biển báo cấm đi ngược chiều. Đây là biển báo mang số 103A là biển báo cấm ô tô. Đây là biển báo mang số 103B là biển báo cấm ô tô rẽ phải. Đây là biển báo mang số 103C là biển báo cấm ô tô rẽ trái. Đây là biển báo mang số 104, là biển báo cấm mô tô. Đây là biển báo 105, là biển báo cấm ô tô và mô tô. Đây là biển báo 201A, là biển báo nguy hiểm, chỗ ngoặt vòng bên trái. Đây là biển báo 201B là biển báo nguy hiểm chỗ ngoặt vòng bên phải. Đây là biển báo mang số 202, là biển báo có nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp. Đây là biển báo mang số 203A, là biển báo đường hẹp hai bên. Đây là biển báo mang số 203B, là biển báo đường hẹp bên trái. Đây là biển báo mang số 203C là biển báo đường hẹp bên phải. Đây là biển báo mang số 204 là biển báo đường hai chiều. Còn đây là biển báo mang số 205A là biển báo đường giao nhau. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo của bài học. Bài tập 1, tập viết. Trong bài tập này, các em sẽ tập tô chữ O viết hoa và viết câu ứng dụng. Ở gần ngã tư có biển báo giao thông. Các em hãy lấy quyển vở tập viết 1, tập hai ra, lật ra trang số 22, chủ đề 29, bài số 3. Bây giờ, các em hãy nhìn bài viết của cô và viết phần tập viết này vào vở tập viết cho cô nào các em đã viết bài xong chưa a à, rất tốt Bài tập tiếp theo, bài tập 2. Nghe, viết. Trong bài tập này, các em sẽ nghe cô đọc và viết lại một đoạn văn có nội dung sau. Biển báo giao thông được dùng để hướng dẫn việc đi lại. Một số loại biển báo là biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn. Trong bài tập này, các em cũng lấy quyển vở tập viết một tập 2 ra, lật ra trang số 22. Phía dưới phần tô chữ ơ viết hoa và viết câu ứng dụng, đó là phần nghe viết. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô đọc và bắt đầu viết bài nào. Lưu ý khi viết, các em nhớ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu bài viết. Viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng sau dấu chấm. Cô bắt đầu đọc nhé. Biển báo giao thông được dùng để hướng dẫn việc đi lại chấm một số loại biển báo là biển báo cấm phải biển báo nguy hiểm phải biển báo chỉ dẫn chấm bài tập tiếp theo bài tập 3. thay hình ngôi sao bằng chữ r hoặc chữ chờ các em hãy xem bài làm của cô nhé trạm xe buýt rào chắn đèn trang trí tiếp theo bài tập bốn thay hình chiếc lá bằng dấu hỏi hoặc dấu ngã các em hãy xem bài làm của cô nhé Trường học trên đảo Ngã tư đường phố Tới trường mùa lũ Tiếp theo, các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 105. Các em hãy quan sát tranh và nói cho cô biết những người trong bức tranh đang làm gì. a à, quan sát tranh cô sẽ gợi ý cho các em trả lời như sau người tham gia giao thông dừng xe trước vạch kẻ chú công an dẫn cụ già và em nhỏ qua đường bây giờ chúng ta sẽ viết nội dung em vừa nói vào vở đây là bài viết của cô các em hãy dựa theo để viết nhé Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.